Xin được mến chào tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Trò chuyện cùng chuyên gia. Thưa quý vị, chương trình do kênh truyền thông tư vấn sức khỏe Alo Bác sĩ thực hiện và được phát sóng trên các nền tảng của Alo Bác sĩ. Thưa quý vị, ho, sốt, cảm là những cái vấn đề thường trẻ phải đối diện trong cái quá trình trưởng thành. Đây cũng là một cái cơ hội giúp hệ miễn dịch được tập trận gia cố thường xuyên để trở thành thành trì trong tương lai, chống chọi với các mầm bệnh. Tuy nhiên, nhưng mà sau mỗi trận ốm thì trẻ dường như xanh xao, mệt mỏi và biếng ăn hơn. Và cái vấn đề dinh dưỡng là một vấn đề quan trọng. Vì thế ngày hôm nay chúng tôi thực hiện chủ đề với tên gọi là dinh dưỡng đúng cách để trẻ phục hồi sau khi trải qua một đợt bệnh. Và vị chuyên gia sẽ đồng hành cùng với chúng ta trong số phát sóng ngày hôm nay. Thanh Ráp xin trân trọng giới thiệu có sự góp mặt của bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Ngọc Quỳnh Thư, là trưởng khoa dinh dưỡng và tiết chế của Bệnh viện Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin được mến chào bác sĩ Thư. Vâng, xin kính chào Thanh Ráp. Dạ. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Alo Bác sĩ. À, thưa bác sĩ, như Thanh Ráp vừa đề cập là sau một trận ốm thì dường như các trẻ đều trở nên xanh xao hơn và có thể là thiếu một số dưỡng chất nào đó. Vậy thì sau một cái trận bệnh như vậy thì trẻ thường thiếu hụt những cái dưỡng chất nào? Và dường như thì sau mỗi đợt bệnh trẻ trở nên biếng ăn hơn, điều này là do trẻ hơi nhõng nhẽo một chút hay là do một cái nguyên nhân nào khác thưa bác sĩ? Vâng, Thanh Ráp có biết là đây là chủ đề mà Thư thích nhất trong tất cả các chủ đề về nhi không? Tại vì là xuất thân là một bác sĩ nhi, thì Thư thấy được rằng là các bà mẹ khi mà con bị bệnh á là sẽ rất là lo lắng, đặc biệt là đối với những bé có bệnh lý về đường tiêu hóa, ví dụ như nôn ói, ví dụ như đầy bụng hay là tiêu chảy chẳng hạn. Thì sau một cái đợt tiêu chảy cấp hay một cái đợt nôn ói là em bé gần như tụt cân, mất gần như là có thể là nửa ký mà thậm chí là một ký. Mà đối với là các bé nhỏ, hoặc là đối với những bé nó đã suy dinh dưỡng sẵn, đã ốm sẵn mà mất đi mấy ký như vậy là mẹ cực kỳ xót. Tuy nhiên mẹ lại không hiểu được là nguyên nhân nằm ở đâu. Thì vấn đề nằm ở chỗ chính là khi con bị bệnh, chúng ta chưa có cái cách để cung cấp dinh dưỡng cũng như là cho con ăn một cách hợp lý. Và chúng ta hay có thói quen là kiêng khem hơi nhiều. Ví dụ như em bé bị ói, bị tiêu chảy, bị sốt, bị ho, thì tất cả những cái thuốc bổ, những cái vi chất mà em bé đang được sử dụng sẽ lập tức được ngưng lại để cho em bé được uống thuốc bệnh. Thì điều này cũng đồng ý, nhưng mà ở cái chỗ là khi mà em bé bị bệnh thì em bé uống rất là nhiều thuốc, cho nên là chúng ta sẽ cân phân các loại vi chất hay là các loại thuốc bổ sung dinh dưỡng cho bé. Loại nào cần nên sử dụng chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng, loại nào chưa cần thiết chúng ta có thể ngưng lại vài ngày để tránh quá tải cho cái việc uống thuốc của con nhiều quá cũng gây làm cho con dễ bị nôn ói chẳng hạn. Tuy nhiên cái quan trọng là phải cho con ăn. Và khi đối với là những bé mà đang bị bệnh thì đột ngột quá là khi mà bé ăn vô thì bé bắt đầu nôn ra, mẹ hoảng hồn, mẹ không có cho ăn nữa, mẹ cho nhịn luôn, hoặc là năn nỉ em bé mệt quá, em bé không ăn, mẹ cũng không có cách nào để đút bé ăn. Thì đó là một cái sự trăn trở rất lớn của các bà mẹ, mà hy vọng trong chương trình hôm nay chúng ta có thể đồng hành với lại ba mẹ để có thể hỗ trợ cho con trong những ngày con bị bệnh, và do đó có thể nâng được hệ miễn dịch của con cũng như bảo vệ được cái sức khỏe của con, sẽ giúp cho con hồi phục tốt hơn, hồi phục nhanh hơn và không có bị mất sức sau khi con bị bệnh. Vậy thì câu hỏi là thiếu vi chất nào xảy ra? Đó là thiếu gần như tất cả các loại vi chất. Đặc biệt là trong nó, đối với lại những bé mà khi bệnh á, em bé nó biếng ăn, em bé bị đau họng, đối với giống như là bị tay chân miệng chẳng hạn, bé có loét miệng thì bé sẽ đau, bé không ăn được. Vô tình mẹ thấy bé đau không ăn được, mẹ cũng không biết làm sao, thế là mẹ bỏ luôn cái cử ăn đó của con. Thì dẫn đến là con sẽ càng lúc càng bị suy dinh dưỡng và con bị thiếu chất rất là nhiều. Bác sĩ Thư cũng vừa nói một cái vấn đề rất là hữu ích trong cái số phát sóng ngày hôm nay, đó chính là sau một đợt bệnh thì đa số các bạn đều dường như ốm rất là, và đặc biệt là đối với những các bạn mà có sẵn trong mình một số cái bệnh lý mãn tính chẳng hạn nữa thì cũng rất là cực. Ba mẹ chăm con thì lên một vài ký rất là mừng, mà không quay một đợt chỉ có ốm tầm 1-2 ngày thôi, giảm một cái đùng xuống nửa ký rồi một ký làm cho ba mẹ rất là xót, đặc biệt đối với những cái trẻ mà suy dinh dưỡng một chút. Vậy thì sau một đợt bệnh chúng ta còn phải bổ sung những cái dưỡng chất nào để mà trẻ có thể nhanh hồi phục, lấy lại một cái sức khỏe vốn có sẵn của trẻ thưa bác sĩ? Câu hỏi rất là hay. Vì đầu tiên là chúng ta phải bổ sung ngay trong lúc con bị bệnh. Có nghĩa là khi con bị bệnh, có những trường hợp em bé bị sốt, chúng ta cần phải nên cho em bé uống nước nhiều vào.
Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ cho em bé uống sữa. Nếu như mà em bé khó ăn, khó uống, không chịu uống nước nhiều, chúng ta có thể thay thế bằng sữa nè, thay thế bằng các loại nước ép trái cây nè, thậm chí cho em bé uống nước dừa. Có nghĩa là chúng ta cho em bé có thể uống tất cả mọi loại mà em bé thích. Miễn là đạt được từ khoảng 800ml đến khoảng 1200ml mỗi một ngày, tùy theo thể trọng của mỗi bé. Bé nhỏ thì nó sẽ có cái lượng nước ít hơn, bé lớn thì sẽ có lượng nước nhiều hơn chẳng hạn. Đảm bảo được sữa từ khoảng 500 đến 700ml một ngày đối với lại các loại sữa. Và cho bé ăn đủ 3 cử một ngày. Tuy nhiên đối với là các bé bị bệnh thì nếu như cho ăn một bữa ăn lớn, bé sẽ không chịu ăn, và thậm chí là bé từ chối, bé sợ, bé khóc, bé bệnh, bé sốt, đủ thứ chuyện trên đời hết. Thì chúng ta sẽ chia nhỏ các cử ăn này ra. Thay vì là bắt con ăn một tô cơm trong một bữa ăn, bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều đều như vậy, thì chúng ta có thể chia nửa khẩu phần ra, và một lát sau chúng ta lại bổ sung cho con bằng một loại thực phẩm khác. Thì ví dụ như sáng nay bình thường con ăn hết một dĩa cơm sườn, hôm nay không có hết, ăn được có mấy muỗng thì bỏ ngang thôi. Vậy thì lát hồi nữa chúng ta sẽ cho con ăn thêm một phần hành thánh, hoặc là cho con ăn thêm một ít trái cây, hoặc cho con ăn thêm bánh. Nói chung là chúng ta sẽ bổ sung từng bữa nhỏ trong ngày để con có thể giữ được cái sức khỏe trong thời gian con bị bệnh. Đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai, sau khi con bị bệnh, con hồi phục rồi thì khi đó chúng ta sẽ bổ sung cái gì tiếp theo? Lúc đó thì con đang đòi hỏi là cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để hồi phục. Vậy thì chúng ta phải nâng cái lượng thức ăn lên cho con. Trong thời gian khoảng tầm 5 cho đến 7 ngày sau khi con kết thúc đợt bệnh. Không có nghĩa là chúng ta nâng lâu quá nhé. Lâu quá thì nó sẽ dẫn đến con bị dư thừa năng lượng. Vậy thì chúng ta sẽ nâng cho con khoảng một tuần sau đó. Ví dụ như cho uống sữa nhiều hơn. Ví dụ như là cho con ăn nhiều hơn. Thường thì giai đoạn hồi phục bệnh em bé sẽ có cảm giác ngon miệng trở lại. Giống như chúng ta bị bệnh vậy. Bữa nào mà bị bệnh ăn không nổi là biết là mình sắp bị bệnh. Đến chừng mà mình cảm thấy ngon miệng lại là mình biết là mình gần hết bệnh, đúng không ạ? Thì em bé cũng vậy. Khi đó thì chúng ta sẽ bổ sung thêm cho em bé nhiều hơn. Và đặc biệt lưu ý những loại trái cây tươi để em bé có thể được bổ sung các loại vitamin và khoáng chất. Về thuốc thì chúng ta sẽ bổ sung cái gì cho em bé? Điều đó chúng ta cần phải có sự tư vấn của bác sĩ nhi khoa và bác sĩ hoặc là bác sĩ dinh dưỡng để phù hợp với cái tình trạng bệnh của con. Ví dụ như con bị tiêu chảy, và đợt tiêu chảy này kéo dài trên một tuần lễ, trên hai tuần lễ, thì chúng ta phải bổ sung kẽm chiều cao cho con. Ngoài ra chúng ta sẽ bổ sung các loại vitamin A, vitamin D hoặc các loại vitamin khác nếu cần thiết và có chỉ định một cách khoa học và hợp lý. Thưa bác sĩ Thư, trong cái quá trình làm thì Thành đã quan sát thấy cái tâm lý chung của các bậc phụ huynh Việt Nam của mình như thế này. Có nghĩa là khi mà con của mình đang bị bệnh thì họ sợ lắm, cho nên là kiêng khem tất cả mọi thứ luôn. Lâu lâu thì cho con mình ăn ít súp rồi ăn cháo trắng thôi, bởi vì sợ không biết là ăn vô thì có bị phản tác dụng gì với thuốc hay là làm bệnh trở nên trầm trọng hơn hay không. Nhưng mà sau khi con của mình hết bệnh thì bắt đầu lại dồn ép, đốc thúc con ráng ăn vô, ăn nhiều để có sức. Hết sữa rồi qua nước yến, rồi qua cháo, qua súp, có nghĩa là một cái khối lượng rất là nhiều trong cùng một lúc sau khoảng thời gian hết bệnh như vậy, thì liệu rằng có nên hay không thưa bác sĩ? Cái điều này đó là tâm lý chung của rất nhiều ba mẹ. Nhưng mà điều này không nên. Không nên là vì thứ nhất, trong giai đoạn con bị bệnh, con cũng cần năng lượng để kiện toàn cái hệ miễn dịch và củng cố sức khỏe, cũng như là phối hợp với thuốc để con có thể là con chống chọi lại cái cơn bệnh này. Do đó trong quá trình con bị bệnh, có thể là con từ chối ăn, có thể là con không ăn ngon miệng, nhưng mà ba mẹ vẫn nên đảm bảo đầy đủ cho con các bữa ăn, ít nhất là 3 bữa một ngày, và ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng. Ví dụ như trong mỗi một bữa ăn, có thể là mình sẽ không cho ăn những cái món ăn cứng, khó tiêu. Ví dụ như có nhiều ba mẹ con bệnh không tha ăn cơm, không sao cả, chúng ta có thể cho ăn các loại nuôi nè, phở nè, hủ tiếu nè, bánh canh nè, hay là súp nè, hoặc là cháo nè, và rất là nhiều cái món thay thế cũng rất là ngon. Nhưng mà lưu ý là chúng ta sẽ đủ 4 nhóm thực phẩm ở trong đó. Thứ nhất đó là tinh bột, thứ hai đó là chất đạm, thứ ba là chất xơ, và thứ tư đó là tráng miệng bằng trái cây. Đó là một bữa ăn đầy đủ và đa dạng các loại thực phẩm. Kế đó là chúng ta sẽ bổ sung đầy đủ sữa. Mình vẫn giữ đủ cái lượng sữa cho con và lưu ý cái lượng nước hàng ngày của con. Ngoài ra mình sẽ cho con ăn thêm các loại trái cây. Vì khi bệnh thì cảm giác như người lớn mình đi. Mình bệnh thì mình sẽ nhạt miệng. Trẻ con cũng vậy, khi bệnh sẽ nhạt miệng. Chúng ta có thể cho bé ăn những loại trái cây có vị như là cam nè, hay là bưởi nè, để bổ sung thêm vitamin C cho bé. Đó cũng là một cái cách để kích thích vị giác cho con nữa. Khi con hồi phục bệnh thì lúc đó là tự nhiên con sẽ muốn ăn nhiều hơn, hoặc ba mẹ mong muốn con ăn nhiều hơn và dồn ép nhiều để con có thể hồi phục tốt. Tuy nhiên lúc đó nếu mình dồn nhiều quá, thứ nhất là cái hệ tiêu hóa bé nó chưa có gọi là hoạt động lại trở lại, do là khi uống thuốc
chúng ta uống thuốc là qua đường tiêu hóa đúng không ạ? Hoặc là khi bị bệnh thì tất cả các cơ quan trong cơ thể đều bị ảnh hưởng hết. Do đó chúng ta cần phải có thời gian hồi phục. Lúc này chúng ta vẫn nên nâng lượng thức ăn từ từ, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm. Và tùy theo cái khả năng nhu cầu của con, mình có thể tăng lên khoảng tầm 20-30%. Mình không nên tăng 100%, không nên dùng ép rất là nhiều món bổ dưỡng. Tất cả thuốc bổ hay thức ăn bổ dù có nhiều quá đều không tốt cho trẻ, thậm chí là đối với người lớn cũng như vậy. Cho nên là chúng ta nên cân đối trong giai đoạn bệnh, kể cả khi giai đoạn hồi phục, để có thể giúp cho con vừa củng cố được sức khỏe mà vừa có thể là hồi phục tốt hơn, cũng như là trong giai đoạn sau này con sẽ củng cố được cái hệ miễn dịch và phòng ngừa những cái bệnh không bị nhiễm về sau. Thưa bác sĩ Thư, sau một đợt ốm thì dường như các trẻ trở nên kén ăn hơn hẳn, vậy thì điều này có đúng hay không? Cái điều này thì tùy mỗi bé. Yeah. Có những bé khi mà sau một đợt bệnh bé hồi phục được thì bé sẽ cảm giác ngon miệng hơn và thèm ăn hơn, đòi ăn hơn. Có một số bé thì sẽ mất cái cảm giác ngon miệng và cảm thấy là vẫn còn mệt mỏi, vẫn còn chưa thích ăn. Và thường là đối với những trẻ này đây là một cái vòng lặp. Tức là khi mà em bé hồi phục, em bé thèm ăn và ăn nhiều hơn thì thường chúng ta sẽ gặp ở những bé tròn trịa. Yeah. Và những bé này có nguy cơ béo phì. Do đó là hoặc là những bé mà khi hồi phục bé vẫn cảm thấy là không có ngon miệng, không có muốn ăn, thì chúng ta lại thấy ở những bé hay ốm nhom. Yeah. Có nguy cơ suy dinh dưỡng. Vậy thì Thư dùng chữ là có nguy cơ chứ mình không xác định đây là một vấn đề sức khỏe. Muốn xác định nó là một vấn đề sức khỏe, chúng ta phải so cái tốc độ tăng trưởng chiều cao và cân nặng của con với cái tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Từ đó chúng ta mới biết được rằng là con mình đang suy dinh dưỡng hay béo phì. Và để so được cái chuyện đó chứ mình không nên so với lại con hàng xóm. Tại vì nhiều khi con ông hàng xóm đang béo phì thì đâm ra con mình suy dinh dưỡng. Mà nếu như đứa trẻ hàng xóm nó đang suy dinh dưỡng thì con mình đâm ra lại thành béo phì. Nó không có chính xác, nó không phải là một cái tiêu chuẩn được khảo sát trên một cái mẫu dân số lớn. Cho nên là chúng ta nên tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế thì nó sẽ tốt hơn. Trở lại vấn đề là có bé thì thích ăn, có bé thì không thích ăn, thì mình làm sao? Đối với bé thích ăn thì chắc chắn là ba mẹ vui rồi. Đối với bé không thích ăn thì chúng ta vẫn nên đảm bảo đủ bữa ăn của con hàng ngày và đảm bảo đủ lượng sữa, cũng như đảm bảo bữa ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng, gồm có cơm, rau, thịt, cá hoặc là tinh bột, đạm, trái cây, chất xơ, để cho em bé có thể hồi phục được sức khỏe và củng cố dần qua từng ngày. Và mình sẽ khuyến khích bé ăn nhiều hơn, cũng như là chúng ta có thể tham vấn thêm chuyên gia y tế để xem mình có thể bổ sung thêm vi chất hay là loại thuốc nào để giúp cho con ăn ngon miệng hơn. Dạ. Đối với trường hợp là những trẻ kén ăn thì phụ huynh chúng ta nên lựa chọn thực phẩm như thế nào, chế biến ra sao để mà có thể kích thích một phần nào đó vị giác để mà các trẻ có thể nên hứng thú hơn trong cái việc ăn uống của mình, thưa bác sĩ? Câu hỏi này là cực kỳ khó đó. Dạ. Tại vì mỗi một bé biến ăn nó có một cái dạng giống như là mỗi người một tính cách. Dạ. Cho nên là đối với là em bé biến ăn sẽ có những cái món mà em bé nó thích ăn, có những cái món nó không bao giờ đụng tới. Ví dụ như là Thư đã từng gặp rất là nhiều bé suy dinh dưỡng, hỏi ra là chỉ ăn cơm với nước tương thôi. Dạ. Không ăn một cái chất đạm nào cả, không ăn một chút trái cây nào cả. Nhưng khi ăn cơm với nước tương thì em bé lại có một cái đặc điểm là sau khi mà mình hỏi, mình tham vấn, mình khảo sát thực đơn 24 giờ, mình hỏi rất là kỹ là sáng bé ăn ở nhà hay ở trường, rồi buổi trưa bé ăn ở nhà hay ở trường, buổi chiều về thì ba mẹ nấu cơm cho con hay ai nấu cho con, rồi con lên bàn ăn con ăn những cái gì, rồi ba mẹ dẫn con ra ngoài quán chơi thì con có chịu ăn hay không, rồi ba mẹ dẫn con đi ăn những cái xiên que thì con có chịu ăn hay không, con có chịu chấm tương cà sốt ớt hay không. Hỏi rất là nhiều thì sau đó mình mới phát hiện ra là em bé này ăn cơm với nước tương nhưng em bé uống được sữa. Yeah. Em bé ăn được trứng, em bé ăn được tôm, ăn được gà, với điều kiện là gà này phải được lăn bột và chiên lên như gà KFC. Đó, thì chúng ta có thể làm những cái món ăn tùy theo khẩu vị của bé. Mỗi một bé sẽ thích một số cái món ăn nhất định mà mẹ là người biết rõ nhất. Dạ. Tuy nhiên, để hỗ trợ cho mẹ thì nên đến bác sĩ dinh dưỡng hoặc chuyên gia y tế, để từ đó chúng ta sẽ tìm ra cái đặc điểm của bé này đang thiên về cái món ăn nào. Dạ. Và chúng ta làm cách nào để những món mà bé không thích ăn vẫn có thể cho
bé ăn được. Ví dụ như đối với trường hợp mà bé Thư vừa mới kể cho quý vị khán giả nghe là bé thích ăn gà rán KFC thì mẹ tự làm gà rán ở nhà cho con là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa, các loại rau củ quả con không ăn, không ăn vậy thì làm sao? Chúng ta có thể trộn với trứng, trộn với bột và chúng ta vo viên chiên lên giống như là cá viên chiên vậy, gọi là thịt viên rau củ, thì em bé nó vẫn ăn được, và cho bé chấm với lại tương cà thì bé lại thích ăn. Đó, thì mỗi một bé như vậy chúng ta sẽ thử nhiều cách để có thể thay đổi hàng ngày. Nhưng gom lại một vấn đề, đó là mình phải kiên nhẫn với em bé, phải tìm cho ra được những cái giải pháp để hỗ trợ cho con. Tại vì đối với trẻ con rất là khó. Đối với người lớn mình đã có nhận thức rõ ràng nên mình biết cái món đó tốt hay không tốt, mình quyết định ăn hay không ăn. Nhưng đối với lại trẻ con thì mình không ép bé được, mà càng ép bé sẽ càng sợ, càng nôn ói nhiều hơn. Do đó chúng ta cần phải có sự đồng hành của tốt nhất là bác sĩ dinh dưỡng để có thể hỗ trợ cho con. Tại vì đây là một cái việc rất là tỉ mỉ và hướng dẫn từng chút một để có thể là cùng mẹ và giảm được cái áp lực lo lắng của mẹ nữa. Thưa bác sĩ, nhiều gia đình ở Việt Nam chúng ta thì thường trải qua một đợt ốm thì luôn luôn bổ sung những cái loại thực phẩm như là yến rồi thịt bò, đối với trẻ em cũng không có ngoại lệ. Vậy thì đối với cái việc mà chúng ta dùng yến như vậy thì chúng ta có lưu ý những gì trong cái vấn đề cho trẻ sử dụng hay không thưa bác sĩ? Một câu hỏi rất hay. Yến sử dụng cho lứa tuổi nào, và thứ hai là yến sử dụng như thế nào, hay là các loại thịt bò sử dụng như thế nào? Nói chung, yến hay thịt bò hay là các loại thịt thì là thực phẩm thuộc nhóm chất đạm. Điều đó có nghĩa là khi mà bất cứ người trẻ con hay là người lớn khi mà ăn chất đạm vào thì đó là cái chất khó tiêu hóa nhất, khó hấp thu nhất trong tất cả các nhóm chất dinh dưỡng. Ví dụ như tinh bột là hấp thu rất nhanh, chất béo cũng chuyển hóa rất nhanh, nhưng mà chất đạm là đòi hỏi nhiều cái công năng lượng bỏ ra để tiêu hóa thức ăn, gọi là công nhiệt đồng hợp thức ăn. Như vậy thì khi mà chúng ta bổ sung quá nhiều chất đạm, đâm ra phản ứng ngược. Có nghĩa là mình đang mong muốn bổ sung nhiều dinh dưỡng nhưng vô tình mình lại đưa vào một cái món mà đòi hỏi cơ thể phải mất nhiều năng lượng hơn để tiêu hóa nó. Như vậy thì liệu có tốt hay chăng? Tốt ở chỗ nếu như chúng ta cân bằng. Có nghĩa là ví dụ như người bệnh này hồi phục, ăn vẫn còn kém lắm, không ăn được thịt, không ăn được trứng, không ăn được nhiều món, chúng ta có thể cho uống thêm, nhưng mà chỉ nên 1-2, khoảng 1-2 hũ yến trong một tuần thôi. Chúng ta không nên uống quá nhiều vì nó sẽ làm quá tải. Đối với là các loại thịt cũng vậy, thì thường là mình sẽ sử dụng trong bữa ăn, thì mỗi một bữa ăn đối với người lớn là khoảng 80-100g thịt, nhưng mà đối với trẻ con thì tùy theo độ tuổi. Ví dụ như giống như là trong những cái chuyên đề ăn dặm chúng ta thường thấy, đó là nếu như mà bé từ tròn 10 tháng trở lên, bé có thể ăn cháo với lại các loại thịt thì lúc đó là 30g thịt cho một chén cháo. Nhưng mà đối với lại trẻ lớn thì lúc đó là khoảng tầm 50 cho đến khoảng 60-80g cho một bữa ăn. Chúng ta không nên làm mất cân bằng những bữa ăn như thế, sẽ dẫn đến rối loạn hấp thu và vô tình làm tăng thêm cái gánh nặng tiêu hóa cho bé mà không mang được nhiều lợi. Thưa bác sĩ Thư, ngoài cái bổ sung yến, thịt bò thì một cái xu hướng nữa mà Thành Ráp thấy nhiều phụ huynh cũng thường áp dụng chính là bổ sung thuốc bổ cho con của mình. Vậy thì về cái vấn đề này bác sĩ Thư có cái quan điểm như thế nào? Bổ sung thuốc bổ cho con mình nó là mong muốn ba mẹ muốn con khỏe hơn, mạnh hơn, miễn dịch tốt hơn và có thể là sẽ có những cái hồi phục nó nhanh hơn. Tuy nhiên có một điều chúng ta cần lưu ý, đó là khi mà em bé hồi phục, em bé sau một cái đợt bệnh thì rõ ràng chúng ta nên bổ sung vi chất cho em bé và bổ sung năng lượng cho em bé để em bé có thể hồi phục tốt hơn. Nhưng mà bổ sung cái gì thì phải còn tùy theo là mình nghĩ hướng đến em bé đang thiếu món gì. Ví dụ như em bé không thiếu sắt mà chúng ta uống sắt thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Ví dụ như em bé không có thiếu kẽm mà chúng ta cho uống kẽm thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Điều đó có nghĩa là mình phải xác định vấn đề của con mình đang cần bổ sung cái nhóm chất dinh dưỡng nào. Con đang cần bổ sung về vi chất, con đang cần bổ sung canxi hay bổ sung vitamin D3, con đang cần bổ sung sắt do con thiếu máu thiếu sắt, hay là con đang cần bổ sung kẽm để nâng hệ miễn dịch, vân vân. Và cái liệu trình bổ sung cho con nên bổ sung trong bao lâu, 1 tuần, 2 tuần hay là 1 tháng, thì chúng ta cần phải có sự chỉ định cũng như là sự tham vấn của chuyên gia y tế, đặc biệt là bác sĩ nhi khoa hoặc là chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ dinh dưỡng, để mình xác định vấn đề của con, từ đó mình bổ sung nó mới chính xác, cũng như là mình ra được cái lộ trình bổ sung bao lâu thì nó mới hồi phục và giúp cho con có được đủ những cái chất mà mình mong muốn bổ sung, để khi mình ngưng con không có bị tái thiếu trở lại.
bác sĩ Thư, các vitamin và khoáng chất nào thì cần được chú trọng bổ sung trong cái chế độ ăn của trẻ sau khi ốm, và các cái vi chất này có trong thực phẩm nào hay không, hay là chúng ta phải bổ sung bằng cái đường uống, thưa bác sĩ? Con đường an toàn nhất đó là ăn. Dạ. Cho nên là chúng ta sẽ lưu ý đến những loại thực phẩm có chứa nhiều cái chất dinh dưỡng gọi là vitamin cho hệ miễn dịch, ví dụ như là vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, và những cái loại mà bổ sung cho hệ miễn dịch của con. Thì khi đó thực ra thì những loại thực phẩm này có ở đâu? Nếu như chúng ta có một cái bữa ăn cân bằng gồm có cơm, gồm có rau, gồm có thịt, gồm có cá, gồm có trái cây thì chúng ta đã cân bằng rồi, và chúng ta sẽ có đầy đủ các chất dinh dưỡng hấp thu từ các loại thức ăn. Vì mình biết mỗi một loại thức ăn nó sẽ có một cái ưu thế về chất dinh dưỡng khác nhau. Ví dụ như những loại rau lá xanh đậm thì có những cái chất gì chúng ta cũng đã tham khảo rất là nhiều rồi. Hoặc là trong ớt chuông có màu sắc tươi thì chúng ta sẽ có nhiều vitamin C. Như vậy thì chúng ta sẽ ăn tất cả các loại thực phẩm và đa dạng thay đổi hàng ngày để chúng ta có thể hấp thu đầy đủ những cái loại vi chất và vitamin một cách tốt nhất. Và khi mà cân bằng như vậy á, thì mình mới có đủ. Nếu như mà chúng ta nghe rằng là ví dụ như chúng ta nghe ớt chuông có nhiều vitamin C tốt quá, ngày nào cũng ăn ớt chuông không ăn loại thực phẩm khác, thì điều đó nghĩa là chúng ta bị mất cân đối và cũng sẽ không hấp thu tốt vitamin C, cũng như thậm chí ức chế một số cái hấp thu những cái chất dinh dưỡng khác nữa. Vậy tóm lại chúng ta nên bổ sung cái gì sau khi mà con bị bệnh xong? Chúng ta nên cho con ăn nhiều bữa hơn, cho con uống sữa đầy đủ, và nên lưu ý rằng mỗi một bữa ăn của con nên đa dạng, nhiều loại thực phẩm, nhiều màu sắc, và mình luân chuyển giữa các bữa ăn, thay đổi thực phẩm giữa các ngày với nhau để con có thể được ăn ngon miệng hơn và đồng thời được hấp thu những cái chất dinh dưỡng tốt hơn. Dạ. Có thể nói là trái cây rồi nước ép rồi sinh tố thì cũng là những loại thực phẩm rất là tốt để mà phục hồi sau một đợt ốm. Và thì nhờ bác sĩ có thể chia sẻ thêm chúng ta nên lựa chọn loại cái trái cây nào để ăn ép hoặc là xay sinh tố để mà trẻ có thể bổ sung một số cái vi chất có trong đó, thưa bác sĩ? Điều này thì chúng ta, các bà mẹ thì thường là ráng là rất là bỏ nhiều công sức để mà làm những cái món này cho con, nhưng buồn cái là xay lên xong con nó không ăn. Tại vì em bé nó không thích cái vị trái cây đó. Mỗi một bé, có một số bé là đặc biệt không thích những loại trái cây có mùi, hoặc là có một số bé đặc biệt không thích những loại trái cây có vị chua. Thì chúng ta việc đầu tiên mình xem là khi con hồi phục bệnh thì con cần vitamin C, cần các loại vitamin trong trái cây. Vậy thì chúng ta sẽ cho con ăn đa dạng và đặc biệt lựa những cái loại trái cây có nhiều vitamin C, ví dụ như là mắc tiền thì có trái kiwi, hoặc là trái cam, hoặc là trái bưởi chẳng hạn, táo nè, thanh long nè, dưa hấu, những cái loại trái cây đó rất là thông dụng ở Việt Nam mà cũng rất là nhiều chất dinh dưỡng tốt. Và cho con ăn loại nào thì mình phải cho con một cái sự lựa chọn, cũng như mình biết tánh biết ý đứa trẻ đó. Ví dụ như mình có thể đưa con một quả dưa hấu, một miếng dưa hấu và một quả cam, hỏi con thích ăn cái nào. Đó, thì khi mà em bé có sự lựa chọn trong cái sự kiểm soát của bà mẹ, mình không có để nguyên một cái mâm như vậy thì con nó sẽ không biết chọn cái loại nào, mà mình sẽ cho con chọn giữa hai hoặc ba loại, sau đó thì con sẽ chọn một loại và con sẽ sử dụng cái loại trái cây đó với một cái cảm giác vui vẻ, và khi vui vẻ thì chất dinh dưỡng tự nhiên cũng sẽ hấp thu tốt hơn. Như vậy thì mình nên bổ sung loại trái cây nào cho con? Là tất cả các loại trái cây mình đều nên bổ sung cho con, và lưu ý những loại có trái cây có nhiều vitamin C, ví dụ như là cam, ví dụ như là quýt, ví dụ như là bưởi, ví dụ như là kiwi. Ngoài ra thì chúng ta có thanh long, dưa hấu, chuối, táo, chúng ta đều có thể cho con ăn được hết, tùy theo độ tuổi của con đã ăn, đã nhai tốt hay chưa, răng đã có đủ hay chưa, mà mình sẽ cho cái loại trái cây nó phù hợp, và nên tạo điều kiện để con có thể lựa chọn, để con có tâm lý tốt hơn trong quá trình ăn. Đặc biệt đối với những trẻ biếng ăn thường sẽ không thích ăn trái cây với rau, thì chúng ta có thể áp dụng biện pháp đó để cải thiện cái việc biếng ăn tâm lý của con. Dạ, vậy từ đầu chương trình tới giờ thì chúng ta cũng nói đến những cái loại thực phẩm rồi bổ sung như thế nào, và thì cách chế biến rất là quan trọng. Thì trong giai đoạn trẻ mà sau khi hồi phục thì chúng ta nên chế biến như thế nào để mà có thể tối ưu tất cả những cái dưỡng chất đó và bổ sung cho trẻ một cách tốt nhất có thể, thưa bác sĩ? Cách chế biến thì thường á, là khi mà con bị bệnh thì mẹ sẽ quan tâm đến cái việc đó là con không có được ăn cứng. Đặc biệt là không ăn cơm, không ăn táo, không ăn ổi, những cái loại thức ăn rất là cứng trong cái cách nhìn của mình. Vậy thì mình nên cho con ăn những gì? Trong quá trình con bệnh thì mình sẽ cho con ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu, ví dụ như cháo, ví dụ như nui, ví dụ như phở.
Về trái cây, chúng ta có thể lựa những loại trái cây mềm, ví dụ như thanh long nè, dưa hấu nè, chuối nè, hay là bơ nè, hoặc là những loại trái cây cứng thì chúng ta có thể ép lấy nước. Yeah. À, ổi rất là nhiều vitamin C, chúng ta có thể ép ổi. À, nếu như con thích vị ngọt trong lúc con bệnh thì cái vị giác của con nó có thể là làm cho con lạc miệng, thì mình có thể cho thêm một chút xíu đường để giúp cho con có thể ngon miệng hơn. Và khi con hồi phục cũng vậy, mình nên cho con ăn khởi đầu với những cái loại thực phẩm có tính mềm, dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Sau đó thì mình hỏi con là con có muốn ăn nguyên miếng hay không, con có muốn nhai lại hay chưa, thì lúc đó mình sẽ cho bé dặm từ từ và từ từ sẽ hồi phục trở lại cái cách ăn cũng như cái độ cứng của các loại thực phẩm. Dạ vâng, à, xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Thư trong số phát sóng ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ. À, thưa quý vị, và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã khép lại. À, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.